Xin chào các bạn đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Thì hôm nay là sáng ngày thứ ba tại Hoa Kỳ, ngày 17 tây tháng 11 năm 2020. Bây giờ là khoảng 8 giờ sáng. Thì tôi muốn làm một cái video ngắn để mà chia sẻ với bạn trước khi mà Thuận bắt tay vào công việc hàng ngày của công ty. Thì các bạn thấy được là sáng ngày hôm nay thì chúng ta thấy là các chỉ số cổ phiếu là một màu đỏ sau khi đã tăng mạnh liên tục. Hầu như là hơn một tuần qua các bạn thấy được là sáng ngày hôm nay thì chỉ số Dow Jones xuống chỉ số S&P 500 thì xuống 0,3% và chỉ số Nasdaq đã xuống 0,1%. Chúng ta nhìn vào hợp đồng của dầu thì các bạn thấy được là dầu cũng có một cái sự điều chỉnh lại không có nhiều. Các bạn thấy được là xuống khoảng chừng 0,9%, còn gần 41 đô cho một thùng dầu dựa theo hợp đồng hiện bây giờ. Và hợp đồng vàng thì các bạn thấy được là không có sự di chuyển hầu như đi hàng ngang ở mức là 1.886 đô cho một ounce vàng và Bitcoin thì một điều hoàn toàn khác các bạn thấy được Bitcoin đã đột phá 17.000 đô bây giờ đã muốn thử mức là 17.500 đô lúc mà nào video này là 17.317 đô thì chúng ta hãy nhìn vào một số những thông tin hồi sáng này của thị trường tài chính nói chung cũng như là liên quan đến thị trường của crypto thì trước hết chúng ta nói về tình hình của thị trường tài chính thì các bạn thấy được là cái câu chuyện ngày hôm nay mà mọi người nói tới đó chính là chúng ta đã rõ ràng hơn về cái tình hình bầu cử tổng thống chúng ta đã rõ ràng hơn về tình hình khi nào có vaccine nhưng mà một trong những điều mà thị trường chưa rõ ràng là khi nào thì chúng ta mới có một cái gói hỗ trợ kế tiếp đây là một trong những điều mình thường đã chia sẻ với bạn một trong những cái điều mà những nhà đầu tư sẽ quan tâm đến trong thời gian tới đây chúng ta nói trước đây là quan tâm đến tình hình của dịch bệnh chúng ta nói tới quan tâm đến tình hình của vaccine chúng ta nói tới quan tâm đến cái tình hình một cử bây giờ thì những chuyện đó đã rõ ràng hơn và tình trạng bây giờ các bạn hãy đưa ra tuy chúng ta nhận được thông tin tốt liên quan tới vaccine chúng ta có công ty Pfizer đưa ra thông tin tuần vừa rồi chúng ta có công ty Moderna đưa ra thông tin ngày hôm qua tôi đã chia sẻ trên channel này à, cái video 785 về vaccine Moderna và tuần trước tôi đã chia sẻ về thông tin liên quan tới Pfizer thì các bạn thấy là với những thông tin tốt liên quan đến thị trường được tung ra nhưng mà các bạn thấy được là những cái thông tin tốt này liên quan đến vaccine thì vaccine vẫn ra rất là chậm như được phải chia sẻ với các bạn tuy là có đỡ hơn là không nhưng mà cái số lượng vaccine mà chích theo đầu người đó thì các bạn thấy được cả hai công ty này nói tại cuối năm thì chỉ có khoảng 25 triệu người được chích mà thôi tại vì mỗi một người là được chích hai lần đây là thông báo được chia sẻ bởi công ty Pfizer còn công ty Moderna ngày hôm qua thì sẽ nói là có thêm 20 triệu người sẽ được chích từ đến cuối năm tại vì một người cũng chích hai lần thì các bạn thấy được là 45 triệu người có thể được chích bởi hai công ty này tại cuối năm. Thì con số không có lớn như thời nó chia sẻ ngày hôm qua so với dân số của Hoa Kỳ, Chỉ đừng nói tới dân số của cả thế giới. À, và cái phần người còn lại mình muốn chích thì người bình thường phải chờ. Những công ty này thông báo là phải chờ cho đến cuối cái quý 2 của năm 2021, có nghĩa là tháng 6. Thì với tình trạng bây giờ, các bạn thấy được là thị trường vẫn cần phải có một cái hỗ trợ nhất là cái tình hình mà dịch bệnh lây lan như bây giờ. Thì thương cho các bạn xem một cái cập nhật của California. Thì đây cập nhật của California ngày tối ngày hôm qua thì các bạn thấy được là California đã đưa ra một cái cập nhật kế tiếp về cái tình hình của dịch bệnh của Cali. Và ở Cali thì các bạn đã biết là chia ra thành màu tùy theo là các bạn ở quận nào, màu gì thì đây là một dấu hiệu cho các bạn thấy được là cái tình trạng như thế nào. Màu tím đó có nghĩa là Tình trạng lây lan rất là nhanh Màu đỏ đó là tình trạng lây lan đáng kể Màu cam là tình trạng lây lan vừa Và màu vàng là tình trạng lây lan thấp Thì các bạn thấy được là hầu hết California bây giờ là màu gì Tất cả các bạn thấy đều là màu tím Có nghĩa là trước đây rất là nhiều những cái quận Đã chuyển qua thành màu vàng Hay là chuyển qua thành màu cam Nhưng mà trong thời gian vài ngày qua Thì lại bị chuyển ngược trở về thành màu tím Nhất là ở quận cam Nơi mà có nhiều việc ở thì các bạn thấy được là trở thành màu tím Màu tím nghĩa là gì? Màu tím nghĩa là những quán ăn là không được phục vụ bên trong Còn những nơi như là tiệm cắt tóc, tiệm nail à, Thì có thể được phục vụ bên trong nhưng mà bị hạn chế rất là nhiều Các bạn thấy được đây là những cái điều mà sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của những cái doanh nghiệp ảnh hưởng đến nền kinh tế Và với cái tình trạng này chúng ta vẫn chưa có vaccine Thì mọi người bây giờ vẫn đang tiếp tục chờ đợi tin tức của gói hỗ trợ Và bây giờ thì không có rõ Các bạn thấy được là hiện bây giờ thì quốc hội đã trở về làm việc như là bình thường nhưng mà cái chuyện đàm phán giữa hai cái đảng đi dân chủ và đảng cộng hòa thì vẫn không tới đâu các bạn thấy được là thông tin nếu thường đọc lại cho các bạn thì cũng như trước đây không có gì gọi là thay đổi hết một trong những điều mà hai bên vẫn tiếp tục không đồng ý thứ nhất đó chính là liên quan đến cái tiền thất nghiệp đương nhiên là đảng dân chủ Nancy Pelosi tiếp tục thúc đẩy cho 600 đô một tuần cho những người bị thất nghiệp nhưng mà ngược lại bên đảng cộng hòa thì chỉ muốn 300 đô mà thôi và bên đảng dân chủ thì muốn có một số tiền để riêng ra cho những cái chính phủ địa phương có thể dùng để giải quyết tình trạng khẩn cấp liên quan tới dịch bệnh nhưng mà bên đảng Cộng Hòa thì đã nói là không được tại vì những cái tiểu bang đó đã có cái số tiền đến từ liên bang trước đây nhưng mà họ đã xài hết, họ không quản lý tốt tiền đến từ người dân thì họ không có nên có thêm tiền và đây những cái sự tranh cãi các bạn cũng đang thấy là xảy ra trong vòng mấy tháng qua chúng ta đương nhiên chỉ nói về cái tình hình liên quan tới sự ảnh hưởng đến tài chính mà thôi còn đúng hay sai thì các bạn sẽ tự đưa ra câu trả lời và có rất nhiều những channel phân tích kỹ hơn về tình hình giữa hai đảng. Thường chỉ muốn cho các bạn thấy được là tình hình bây giờ. Tại sao mà chúng ta vẫn thấy là có ngày chứng khoán cũng đi xuống mặc dù là có nhiều thông tin tốt được đưa ra. Tại vì chúng ta vẫn còn một điều mà chưa có rõ đó chính là tình hình liên quan tới gói hỗ trợ. Thì là cái phản ứng của thị trường sáng ngày hôm nay. Thì thật ra mà nói cái sự đi xuống giá này cũng không có nhiều. Các bạn thấy được điều chỉnh lại rất là thấp, không tới 1% chúng ta nhìn vào chỉ số Dow Jones. S&P 500 và Nasdaq thì xuống không tới là 1% trong khi đã tăng trưởng rất là mạnh hơn một tuần qua thì nhiều người cho là đi xuống đây vì mọi người lo ngày này có hỗ trợ tôi thì nghĩ là có hỗ trợ chúng ta cần phải nói tới và chúng ta không có thể chờ cho đến khi nào có vaccine được và có vaccine không nghĩa là không cần có hỗ trợ tại vì vaccine sẽ ra rất là chậm nhưng mà ít ra thì nhiều người đầu tư cho là lý do thì xuống ngày hôm nay là liên quan đến gói hỗ trợ không rõ ràng nhưng mà gói hỗ trợ đã không rõ ràng trong nhiều ngày qua chứ không phải là chỉ mới ngày hôm nay cái sự xuống giá này đơn giản chỉ là một cái sự điều chỉnh đối với thuận tại vì đã tăng lên quá nhanh thì cũng phải điều chỉnh lại thì nói tới chúng ta cũng phải nói về tình hình của bitcoin các bạn thấy được là cũng tăng rất là nhanh và chúng ta cho đến thời điểm bây giờ vẫn chưa thấy có một cái cuộc điều chỉnh nào gọi là điều chỉnh mà chúng ta đáng lưu ý đến các bạn thấy được là những cái đợt xuống giá của bitcoin thì gần đây thì không xuống giá lâu thứ nhất và thứ nhì nữa là các bạn thấy được là không có xuống sâu chúng ta thấy rằng bitcoin tiếp tục tăng trưởng mạnh và thường đã chia sẻ một cái video ngày hôm qua về chiến lược chống lợi của thuận Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn thích cái video này hay là các bạn thích những cái video tương tự thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển. Và đương nhiên nếu như các bạn chưa theo dõi thuận cấp video trên những mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram hay là bạn là một trader thì trước khi mà còn tham gia vào một sàn dịch nào có hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của thùng cáp đồ như là tham gia điền đơn đi được vào nhóm nhận hỗ trợ cũng như là cái tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia vào những cái sàn có thể giảm 20% phí dịch mãi mãi những thông tin chính thức liên quan đến sàn NAPEX, Binance, Bybit, Bitja, Coinbase, Mitano, BlockFi sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Thì liên quan đến sàn SnapX các bạn cũng đã biết là thường thông báo ngày hôm qua là trong dòng 19 video tới đây Tính luôn video này thì những bạn nào mà để lại comment với lại cái UID Có nghĩa là cái SnapX UID chương mục của các bạn Ở phía dưới video này thì các bạn có thể là có cơ hội được trúng thưởng 30 đô mỗi một bạn Và mỗi video sẽ có 3 bạn trúng thưởng Các bạn cứ dừng để lại comment với lại cái SnapX UID của mình Khi mà thường mất thăm trúng thưởng thì thường sẽ thông báo cho những cái mạng xã hội là người nào đã trúng thưởng cho nên các bạn hãy theo dõi thôi các đồ trên mạng xã hội để biết được cái thông tin chúng ta bây giờ hãy nhìn vào tình hình của crypto ngày hôm nay thì trước hết nhìn tổng quát vào cái tình hình của tin tức thì các bạn thấy được là tin tức chỉ là toàn tin tức tốt các bạn thấy được là nhiều bài báo ngày hôm nay thì đưa ra lý do tại sao bitcoin tăng lên các bạn thấy được là khi bitcoin đi xuống thì những bài báo đưa lý do tại sao bitcoin đi xuống nhưng mà khi bitcoin tăng lên thì nhiều báo lại đưa ra lý do tại sao bitcoin tăng lên thì các bạn thấy là phần lớn đều là tin tức tốt Có một số những cái thông tin mà thường cảm thấy các bạn cần phải lưu ý đến Cái bài viết này là Bài viết của Cointradd nói là ba lý do tại sao mà Bitcoin à, tăng trưởng lên tới mức 17.000 đô Nhưng mà thực ra những cái tin tức này thường cũng không có coi trọng lắm Thường chỉ muốn các bạn lưu ý đến một phần trong bài viết này Đó chính là ở thời điểm bây giờ cái giá là 17.000 đô Thì dựa theo thống kê được đưa ra Các bạn thấy được là 99% của tất cả điều chi phí lưu trữ Bitcoin bây giờ là đang có lời 99% có nghĩa là các bạn có 100 ví Bitcoin thì 99 trên 100 ví đã có lời ở thời điểm hiện bây giờ tại vì sao tại vì các bạn thấy được là Bitcoin chưa được 7.000 đô trong lịch sử 11 năm qua thì không tới 20 ngày đương nhiên cái phần có lời rất là nhiều hầu như ai cũng có lời hết ngoài trừ các bạn là một phần trăm của những người mà mua khi mà Bitcoin trên cái mức này trong thời gian vài ngày qua còn các bạn thấy được là hiện bây giờ tính theo cái tỷ lệ mà không có lời thì không có nhiều, các bạn thấy được là chỉ có khoảng 164,11 ngàn địa chỉ ví là đang không có lời hiện bây giờ và tổng cộng là có 41,91 ngàn bitcoin là không có lời, còn lại có lời hết và nếu như bitcoin cứ tiếp tục tăng trưởng, các bạn thấy được là nếu như mà tăng qua khỏi 20 ngàn đô la thì hầu như là mọi người đều có lời, có thể nói là 99,9% ,99 là sẽ có lời và các bạn thấy là một trong những cái thông tin mà hồi sáng này thường có xem cái video của Ivan on Tech chia sẻ về một cái suy nghĩ thường cảm thấy là cũng đáng để chúng ta suy nghĩ đến đó chính là chúng ta thấy được là SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ thì chủ tịch hiện bây giờ đó chính là chủ tịch Jay Clayton thì các bạn thấy đây Jay Clayton đăng lý đầu thủ nhớ đó là tháng 6 của năm 2021 thì Jay Clayton mới thực sự là kết thúc nhiệm kỳ của mình và sẽ có một người mới hay là ông ta sẽ được bổ nhiệm trở lại để mà giữ cái chức là chủ tịch của SEC ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Nhưng mà chủ tịch Jay Clayton của SEC thì đã ra quyết định là sẽ rời khỏi SEC sớm hơn là dự định. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là cho tới ngày hôm nay chúng ta vẫn chưa biết được là ai sẽ là người kế tiếp thay thế Jay Clayton, chủ tịch của SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Tại vì đây là một cái cơ quan mà có thể cho quyết định là crypto nào là chứng khoán, crypto nào không phải là chứng khoán và crypto nào sẽ được bán ICO, crypto sẽ không được bán ICO dựa theo quyết định của SEC và các bạn thấy được là một trong những điều khác nữa rất là quan trọng đó chính là liên quan tới Bitcoin ETF, quỹ đầu tư Bitcoin ETF thì cho đến ngày hôm nay các bạn thấy là tất cả những đề xuất Bitcoin ETF mà chúng ta nói tới rất là nhiều như là Wilshire Phoenix như là cái Bitcoin ETF đề xuất của anh em sinh đôi Vincovox thành Gemini đều đã bị từ chối liên tục trong vòng 2 3 năm qua thì mọi người bây giờ là nghĩ là có một ai đó có thể là biết tin nội bộ cho nên mới thu mua rất nhiều Bitcoin. Vì lý do là có thể là người ta nghĩ là cái người kế tiếp nhận chức từ chủ tịch Jay Clayton thì người đó nó sẽ là một người mà thân thiện hơn đối với tiền crypto. Nói tới thân thiện thì thật ra mà nói đối với anh thân thuận trong vòng nhiều năm qua cho mình thấy được là Jay Clayton là chủ tịch của SEC thì cũng không có phải là không thân thiện với tiền crypto chỉ là bạn thấy là không có thân thiện như là Hester Pierce Jay Clayton thì có một cái suy nghĩ Là không đàn áp thị trường crypto Nhưng mà cũng không có hỗ trợ thị trường crypto phát triển Có nghĩa là Jay Clayton thì nghĩ là thị trường crypto Hiện bây giờ là phát triển đúng mức rồi Còn về cái việc liên quan tới ICO Thì Jay Clayton không thích SEC Không khuyến khích ICO Có nghĩa là bây giờ ngoại trừ là SEC công bố là ICO đó là không phải là chứng khoán chứ nếu không thì tất cả đều là chứng khoán đều phải đăng ký với lại SEC và Jay Clayton thì lại không có thích thì quyền số về cái phương diện là có rất là nhiều những cái vụ lừa đảo xảy ra nhưng mà ngược lại thì Jay Clayton uh, thì đã có nhiều cái lời phát biểu cho chúng ta thấy được là không có quan tâm nhiều đối với Bitcoin và Ethereum sẽ ra hai cái đồng lớn này thì Jay Clayton không có quan tâm đến ông ta chỉ quan tâm đến những cái dự án ICO nhỏ mà thôi và quan tâm đến những cái sự lừa đảo trong thị crypto này thì tóm tắt lại trong vòng thời gian qua cho mình thấy được chúng ta theo thị trường này trong vòng mấy năm qua thì Jay Clayton không có những cái chiến lược đàn áp thị trường crypto chỉ là nghĩ là thị crypto bây giờ là phát triển cho đến ngày hôm nay là một sự phát triển tự nhiên ông ta cũng không khuyến khích thị trường này phát triển nhiều hơn cho nên chúng ta chưa có thấy Bitcoin ETF được thông qua và quỹ đầu tư Bitcoin ETF cũng đã biết là một cái quỹ mà lưu trữ Bitcoin mà sau đó là bán cổ phiếu mà cổ phiếu này có thể là được giao dịch trực tiếp ở trên sàn chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì ETF rất là quan trọng. Nhiều bạn nói là chúng ta thấy những công ty như là Grayscale thì cũng thu mua Bitcoin rồi bán cổ phần thì tại sao chúng ta cần có Bitcoin ETF? Cái sự khác biệt là về cái mặt pháp lý. Các bạn thấy được là Bitcoin ETF các bạn sẽ được bảo vệ pháp lý nhiều hơn. Cái quỹ mà lưu trữ Bitcoin đó sẽ bị Uh, chia ra cái phần mà lưu trữ đó là sẽ hoàn toàn là không có dính dáng đến công ty có nghĩa là nếu như một công ty mà phát hành cổ phiếu của Bitcoin ETF bị phá sản thì Bitcoin vẫn còn ở đó Ngược lại cho mình thấy được là khi mà Bitcoin mà bị lưu trữ mà những công ty như là Rayscale thì chúng ta không biết được là lỡ như mà có vấn đề gì đó xảy ra thì các bạn có thể lấy lại được bao nhiêu Bitcoin khi mà các bạn nắm cổ phần của công ty Rayscale. Đây là cái sự rất là khác biệt, cái sự hỗ trợ pháp lý giữa Bitcoin ETF và những cái quỹ đầu tư ETN Thì bây giờ Khi mà chúng ta có thêm tin tức liên quan tới Bitcoin ETF thì sẽ rất nhiều hơn Nhưng mà nhiều người Thì lại cho là Jay Dayton đi xuống Là chúng ta có thể đây là một cái dấu hiệu Là người kế tiếp Sẽ là một người mà có thể giúp đỡ thị trường này Thông qua một cái Bitcoin ETF còn về thị trường crypto thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào Bitcoin thì Bitcoin lại tiếp tục tăng trưởng cho tới bây giờ đã muốn à, thử cái mức là 14.500 đô. Thì Thuận đã chia sẻ cái video ngày hôm qua về cái chiến lược chốt lời của Thuận. Những bạn nào mà chưa xem thì có thể xem cái video 786. Thì như là các bạn có đã biết là Thuận sẽ chốt lời từ cái mức này lên tới 20.000 đô với cái ý định là sẽ mua Bitcoin ngược trở lại. Khi mà Bitcoin À, điều chỉnh. Nhưng mà nếu Bitcoin không điều chỉnh thì như thường đã chia sẻ trong cái video thì coi như là phần này là thường sẽ chốt lời ra để mà dùng đầu tư và những cái mảng đầu tư khác Còn cái phần còn lại thì thường sẽ đợi qua 20.000 đô. Thì những chi tiết thường đã chia sẻ trong cái video 786 này Và một điều nữa thì hiện bây giờ các bạn thấy được là đã có 137 bạn bỏ phiếu là nếu như bạn đang lưu cho Bitcoin lại sẽ chốt lời ở cái mức nào. Vẫn là phần nữa là các bạn là 48,18% là nói là sẽ chốt lời khi Bitcoin trên 20.000 đô. À, còn 9,49% là nó sẽ đợi BTC đúng 2 000 đô để mà chốt lời. 16,79% nói là sẽ chốt lời trong phạm vi 19.000 đô. 2,92% nói là sẽ chốt lời trong phạm vi 18.000 đô. 12,41% nói là sẽ chốt lời trong phạm vi 17.000 đô. Và 10% nói là đã chốt lời. Thì các bạn thấy được là đây là cái phân phối bỏ phiếu để mà cho chúng ta thấy được là những suy nghĩ các bạn là như thế nào thì những mà nào mà chưa bỏ phiếu thì thường sẽ để cái link này ở phía dưới cái video các bạn thể bấm vào để bỏ phiếu thường muốn thấy được càng nhiều bạn bỏ phiếu thì chúng ta sẽ càng có một cái tài liệu ở nó phong phú hơn và đây những cái thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn sáng ngày hôm nay thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong cái video này và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn